Làm sao bây giờ hả? À, mà cái nhà của mấy anh trai này chứ còn cái mặt mình trời, đừng có tính cái vườn rau Bắc Hồ này quá. Ở đây chỗ này mà đi trái trái chỗ này mát chụp nhỏ chỗ trái này nó mà hồi đó là gì hai nhớ có ủa có thế ông mà mạt đèn bét đèn ơi nhưng mà chậm đó trời đất ơi, mà sao bưởi đâu thấy? Đâu thấy cái bưởi thấy lá không à? Lá không à? Cái trái chụp gì đâu có đâu đẹp đâu. Dạ nó chụp ở trên này ngồi đây nè. Đây này, này trên cái này một chùm. Chết rồi. Đây nè, đây bưởi. Rồi, kiểu này sẽ lên YouTube cả đám thôi. Sao biết hết trơn vậy? Biết hết trơn nè. Relax các bạn nha, đó, đừng có che mặt, hồi nãy thấy rồi. Ra con đi vòng vòng. Chơi vòng nói trước cho tôi mất cấp, lên up rồi chải đầu với chân trời. Có cái ke bẻ không?